Nếu như mà các bạn đang ở các quốc gia như là Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc thì mình có thể vận chuyển cái bốc này đến nước hay không và cái chi phí vận chuyển nó có cao hay không thì đây là một trong những cái mối quan tâm mà anh em ở bên Việt Nam cũng như là những khách hàng ở Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đang quan tâm rất là nhiều Hôm nay thì mình có sẽ up một bộ bốc là 6 máy S8 Plus Một trong những cái dòng máy mà chuyên chơi game à, Ví dụ anh em đào coi thì mình có thể tham khảo đến cái dòng bốc nó 8 Nhưng ví dụ như nhu cầu của mình chỉ dừng ở lại cái mức là chơi game hoặc là cày game thuê ấy. Thì S8 Plus là một trong những sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời Bởi vì cái mức giá của nó cũng vô cùng hợp lý Bên cạnh đó anh em mua mà không phải bốc 20 Chỉ rơi tầm là bốc vài phone thôi ấy. Thì giá thành nó lại rất là cạnh tranh và cũng rất là phù hợp Thì bởi vì bạn khách này là bạn khách ở Nhật Bản thì bình thường mình đã cho rất là nhiều phụ kiện rồi nhưng hôm nay à, vì bạn ở xa thì mình lại cho thêm nhiều phụ kiện hơn nữa để đảm bảo cái việc mà các bạn sang đấy các bạn có tu vít này, các bạn có dây kết nối phòng trường hợp là một cái nó bị hư này thì mình cũng cho hai dây và cả dây nguồn cùng thế. Đó, và có một cái điều mà mình nghĩ là các bạn rất là quan tâm đó là cái chi phí vận chuyển thì mình sẽ cho các bạn bất ngờ luôn, đó chính là vận chuyển đến Nhật Bản thì chỉ tốn 800k là ship tận nơi và vận chuyển ở Hàn quốc thì chỉ mất là 500k và có ship tận nơi luôn thì đang tết thì còn tầm vài ngày nữa thôi là đơn vị vận chuyển ở việt nam họ cũng đã nghỉ rồi thì nếu như anh em có xem được video này và mình muốn order cái bộ bốc này sang quốc gia của mình thì nhắn tay ib trực tiếp vào trong cái đường link mô tả để mình đóng gói và vận chuyển đơn hàng cho các bạn luôn